Vàng thì nó chỉ thể hiện là kinh doanh vận tải, chứ mọi thứ quyền lợi hay là nghĩa vụ nó cũng như nhau ấy. Bây giờ lên làm đăng ký thì làm tờ khai, chú có tờ khai chưa? Không, có đây rồi. Vợ có nào? Làm. Đang làm. Đấy thì muốn hỏi cái đó. Chứ còn mọi thứ thì nó vẫn như theo pháp luật thôi. Đúng rồi, chỉ có đổi biển từ có kinh doanh vận tải thì đổi biển từ màu trắng sang màu vàng thôi. Có nghĩa là đổi cái nền á, nền bây giờ màu trắng thì đổi thành màu vàng, chữ do chữ vẫn màu đen. Chỉ thay đổi tại mình có kinh doanh thì mình phân biệt ra để cho đơn vị làm kiểm soát giao thông ngoài mặt đường cũng dễ biết, dễ nhận biết xe nào kinh doanh, xe nào cá nhân. Cầm đấy. Đẹp quá. Xem cái biển luôn chị. Xem có giấy công an gì không? Rồi cầm ra xe. Cái này giống như trúng số rồi đó. Đi ra hàng kia ra ngoài đó. Chị thấy ngại nhưng mà cuối cùng chị nghĩ là nó là mới lạ nhất. Cảm thấy nó bình thường, thấy nó mới, cảm thấy thoải mái. Chị thấy cái thủ tục mà công an giờ cấp thì nó nhanh hơn trước nhanh, không chị? Nhanh, rất là nhanh. Làm thủ tục rất là nhanh. Làm vô là làm nhanh lắm. Thì rất là mừng, cũng như là thấy mình chắc mừng ăn tốt. Tốt lên từ 00 thành số 8. Thì bản số vàng thì mới được vô chị cũng cảm thấy nó lạ. Nhưng mà mình mới thì có xe mới, tôi nghĩ đó là xe mới, mới có bản số vàng. Thì tốt, có nghĩa đó là kinh doanh, để kinh doanh. Trước đây chị có tới từng tới đây để mà cấp đổi biển số, hỏi biển số vàng lần nào cho chị, hay là lần đầu tiên tới đây? Không, lần đầu tiên chị tới đây. Thấy ở đây làm việc rất là tốt. Cái căn tạm mà chỉnh số rồi đưa nó xuống nhá. Dạ. Để đưa sát này. Dạ em biết. Bây giờ xong chưa? Xong. Để quên số 9 luôn. Đẹp nhỉ. Không cần phải đem biển số lên luôn, không cần phải đem biển số. Khi nào mà bên đây nhận hồ sơ của anh, công an nhận hồ sơ giấy khai đăng ký của anh, thì sẽ tiến hành là nếu đúng thủ tục hết thì bên đây sẽ đề nghị là dập cái biển 51G65689 thành biển màu vàng. Khi nào có thì anh đem cái biển này lên, anh lấy cái biển vàng đem về và trả cái biển trắng này cho cơ quan đăng ký xe để thu hồi lại cái này. Anh chỉ cần khai đầy đủ thông tin này thôi là xong. Khi bữa sau anh lên là chỉ vậy thôi. Cảm ơn Cường. Cái thủ tục là mình không có cần phải cà biển số như thế nào, anh hỏi gì mình cũng Thì mình không phải cà, hồi nãy có giải thích anh rồi là anh không phải cà biển số, nhưng mà sau khi anh không, không phải đem biển số lên luôn. Biển số thì anh Cường chăm bản đi, khi đăng ký tài xế có đem giấy tờ như là hợp tác xã hay là có đem giấy tờ cho trước mắt thì anh chỉ đem chứng minh nhân dân. Chứng minh dân để đối chiếu tên anh thôi, chứ anh ký tên vô đây là được rồi. Còn khi nào mà có cần thêm thủ tục gì nữa thì đợi cục cảnh sát làm hướng dẫn thêm thì em sẽ thông báo cho thông tin đại chúng biết rõ hơn. Dạ, cảm ơn anh Cường. Có lý do này nè, anh chết vô chỗ lý do này. Đổi cấp lại đăng ký nè, chết vô giờ đổi từ biển trắng sang biển vàng. Chết vô, chết vô dưới này nha. Còn phía trên là không có thu lại cà vẹt xe vẫn chạy. Cái cà vẹt xe của anh là anh vẫn để chạy chứ không thay đổi cà vẹt. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là giấy chứng nhận đăng ký xe là không thay đổi, anh để anh chạy, anh check vô phần lý do là đổi là biển số nè, chỗ này lý do anh ghi là đổi từ biển trắng sang biển vàng. Hôm nay dịch nó vắng thân thủ lên đổi nó nhanh và sớm. Ai ngờ nó chưa có công an qua cái TV 60 giây thân thủ lên. Xe tôi là xe du lịch 16 chỗ, xe khách đó là hợp đồng, thì tôi cũng có nghe là báo chí nói là phải đổi biển số trắng sang biển số vàng kể từ ngày 1 tháng 8, cho nên là hôm nay tôi đã lên.
tôi đã điền đầy đủ thông tin. Thì lên á, cán bộ đây bắt tôi phải về hợp tác xã xin thêm một cái giấy phép hợp tác xã. Thì tôi đã về, tôi xin một cái giấy này lên đây nữa, bây giờ tôi nộp vô đầy đủ. Thì giờ cán bộ kêu tôi đi về. Nói là bây giờ chưa có đổi được, thôi giờ chạy tạm đi. Tuần sau sẽ thông báo rồi lên đổi. Nói là do hợp tác xã chứng nhưng mà không có tên mình này nọ đồ gì đó, giờ nói mình cũng không hiểu nữa, giờ kêu mình đi về. Thì chỉ biết đi về thôi. Anh có bao nhiêu xe? Hả? Có bao nhiêu chiếc xe? À, tôi có 2 chiếc. 2 chiếc ở quận mấy? Quận 11. Quận 11 mà mỗi lần lên đây mất thời gian như thế nào mà ra về như tay không vậy sao? Đây từ quận 11 lên tới đây là nửa tiếng là chạy lẹ đó. Lên tới đây rồi gửi xe vô giờ đòi hỏi, giờ tôi phải chạy về quận 5. Quận 5 tôi mới xin giấy phép rồi tôi chạy lên đây nữa rồi đi về nữa. Giờ nhà nước phải làm sao mà công bố cho người ta biết là cần giấy gì, ngày nào chính thức là đã thay đổi, để cho người dân người ta đừng có phiền chạy tới chạy lui, đúng không? Người thấy phiền quá, cái biển số này hồi xưa tới giờ nó như vậy rồi, giờ tự nhiên cái bắt người ta đổi biển số nữa là nó không hợp lại, đúng ra là nó không hợp lại. Mình mấy chục năm nay cũng xài biển số này rồi, giờ phân biệt biển số ra làm gì, đúng không? Thì ngày hôm nay anh lên anh làm cái thủ tục cấp đổi biển số vàng, anh đã phải chuẩn bị thủ tục hồ sơ như thế nào, và anh mình thấy là anh không có mang những cái biển số cũ lên đây để làm thủ tục, đúng không? À, đúng rồi, tại vì mình có theo dõi trên mạng á, rồi qua những cái trang thông tin của phòng cảnh sát, thì trên đó thì các anh em có nói là thủ tục cũng khá là đơn giản, tức là chỉ có làm một cái tờ khai thì lên trên đây để xin thôi. À, cầm theo các cái bản chính như là cà vẹt, đăng kiểm, giấy phép kinh doanh. Đó thì nói chung là có bao nhiêu đó thôi, thủ tục bao nhiêu đó thôi thì mình đem lên là đầy đủ. Nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn chưa có được cấp đổi biển số, bởi vì có những cái vướng mắc gì đó. Thì các anh em nói là phải chờ qua tuần thì bị chính xác thì mình mới được đổi. Anh được giải thích là lý do tại sao chưa được? Lý do tại sao là bởi vì trong cái giấy phép kinh doanh á là mình chỉ có giấy phép kinh doanh của hợp tác xã thôi. Còn cá nhân thì mình không có giấy phép kinh doanh cá nhân. Nhưng mà hồi trước khi mà làm xe kinh doanh đó, là bắt buộc là tất cả các xe kinh doanh là phải vào hợp tác xã thì mới được hoạt động. Chứ mình không có đứng tên, không đứng tên cá nhân thì không hoạt động được. Thì mình chỉ có thắc mắc ở chỗ là tại sao lại có cái giấy phép kinh doanh của hợp tác xã rồi thì chủ xe đâu có cần phải là giấy phép kinh doanh riêng của chủ xe để làm cái gì. Thì cái thủ tục như vậy là nó hơi rườm rà, nó rất rối. Nhưng mà các anh ở bên đây thì có giải thích là cũng chờ qua tuần thì cục sẽ có hướng dẫn cụ thể, thì lúc này mình sẽ lên mình làm lại. Anh có mấy chiếc xe anh? À, bên mình thì có tất cả là ba chiếc, nhưng mà mình chỉ có một chiếc kinh doanh thôi, còn 2 chiếc là mình đã cho ra rồi, mình không có kinh doanh nữa. À, nói chung là quan điểm cá nhân thì mình thấy nó cũng không có cần thiết lắm đâu, bởi vì vừa rồi á, cái phần khi mình đăng ký xe kinh doanh là trên Sở Giao thông Vận tải đã cấp cho mình cái logo là phù hiệu xe hợp đồng rồi đó. Rồi bữa hôm là mới đây thì đã có yêu cầu dán cái chữ logo xe hợp đồng nữa trên kính trước kính sau. Bây giờ làm thêm cái biển số vàng thì mình thấy nó hơi phí. Rõ ràng là hơi phí, bởi vì khi mà trên đường khi mà xe lưu thông thì các anh em có thể nhận diện qua cái chữ xe hợp đồng rồi, và nhận diện qua cái phù hiệu của hợp tác xã rồi. Đó, thì trong quá trình hoạt động nếu mà xe nào mà không vi phạm những cái vấn đề như là lỗi tốc độ hay gì đó thì Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu là cắt phù hiệu. Tức là thu hồi phù hiệu lại, thì xe nào không có phù hiệu thì rõ ràng các anh em không kinh doanh được trên đường rồi. Do đó cái biển số vàng này mình thấy nó hơi phí. Nó chỉ có một cái là để nhận diện từ xa đó. Thì ở đây nhiều trường hợp giống như anh, sáng giờ là người ta phàn nàn là người ta phải tháo cái biển số cũ ra để mình đây trả số quân số máy, mà sao em ở đây thì mình không thấy là anh không có... Cái này thì ở trên mạng, ở bên phòng cảnh sát giao thông, ở cái trang web của phòng cảnh sát giao thông có ghi rất là rõ, tức là anh em không cần đem biển số lên đó, mình chỉ lên đây mình đăng ký xong rồi các anh em sẽ cho giấy hẹn. Rồi khi nào mà đúng cái ngày theo giấy hẹn lên đó, thì mình chỉ cần tháo cái biển số kia ra rồi mình lên đây mình đưa lại, mình lấy biển số mới về thôi, tại vì nhiều khi anh em không có theo dõi sát ở trên thông tin trên đó. Là bên đây chưa có ở trên hướng dẫn, bây giờ nó chỉ về đưa cái hồ sơ này kia, giờ mình khai mình vô đây, khi chừng nào cục ở trên có hướng dẫn xuống đây mình mới đem lên đây. Còn cái này thì cái này mình chở ngoài á, nó chưa có hướng dẫn chạy ráp á,
mới có. Xe chú là xe gì hả chú ạ? Xe tải nhỏ có mấy trăm ký à. Tải á chở kinh doanh ở ngoài. Dạ, mà chơi cái này chú xem thông tin ở đâu? Thì ở trên đài với trên mạng á, cũng có coi cũng có biết rồi, bởi vì nghe là 1/7/8 á là bắt buộc, bởi nay bữa hổm là thứ bảy chủ nhật mới làm, bây giờ mình lên. Bây giờ lên đây hỏi trên đây nó nói là cục chưa có hướng dẫn cái này, chỉ hướng dẫn ráp thôi. Chừng nào hướng dẫn cái này thì nó đưa cái hồ sơ nãy mình ghi vô rồi. Mốt đem hồ sơ lên đây thôi, không cần đem cái này lên nữa. Rồi, cái này nó lồn già lắm rồi. Tại vì mình sẽ tải nhỏ mà mình chạy tư nhân ở ngoài thôi. Đổi qua cái này, bây giờ mình phải bỏ thời gian ở không á. Lên đây làm bây giờ đây chưa có hướng dẫn rồi. Nói về nữa mà mốt phải lên mình nữa, cực khổ nữa. Bỏ luôn, tại vì nghe nói là 1/8 nó áp dụng mà. Bây giờ mình lên đây, giờ trên đây nó chưa có, ở trên cục chưa có hướng dẫn sử dụng xe kinh doanh nhỏ, chỉ giờ cho ráp thôi. Giờ lên em có mình về. Của mình là xe của mình là xe dạng xe thương quyền á, liên kết với Mai Linh, thì mình vô mình thấy cái thông tư như vậy nè, để mình hỏi để coi cái thủ tục của bên công an để mà thay đổi biển số xe cho xe thương quyền liên doanh với Mai Linh á như thế nào. Dạ. Hiện tại tôi thiếu cái giấy tờ gì này? Thì bây giờ bên vô hỏi thì là bên công an người ta đưa cho mình hai cái mẫu này. Mình phải có, thứ nhất là phải có cái giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô dày thì mới đổi được, công an người ta mới tiến hành người ta đổi. Thứ hai là phải có cái mẫu này, tờ khai này mới được. Dạ. Chứ còn không có hai cái này thì không được. À. Bây giờ cái giấy phép kinh doanh vận tải này là mình phải về tập đoàn Mai Linh của mình hỏi để mình xin kinh doanh vận tải cấp cho Mai Linh, rồi Mai Linh mới đưa xuống từng xe, từng chiếc. Rồi là tự động đi đổi xe của tập đoàn này, tập đoàn đi đổi xe mà cá nhân thương quyền á. Thì đưa cho anh em người ta tư nhân người ta tự đi đổi. Nếu có cái biển số vàng đó thì là đại khái như để cho là bên nhà nước người ta tiện quản lý cái vấn đề mà kinh doanh. Thứ nhất là lưu thông ở trên đường phố, thứ hai nữa là chạy vô những cái chỗ nào mà những xe nào kinh doanh được phép vô hoặc là những xe nào kinh doanh không được phép vô, để người ta phân biệt cho nó rõ ràng, tránh cái tình trạng là lẫn lộn á, người ta mất kiểm soát cái vấn đề đó. Đó như vậy đó, tôi thấy cũng tốt, vấn đề nó cũng hay mà. Anh thấy cái việc mình thiếu cái giấy tờ lên đi xuống mất thời gian thì anh nghĩ cái này có rắc rối gì không? Không, cái này thì nó đúng ra bên công an người ta phổ biến như vậy là rõ ràng rồi. Bây giờ mình về mình cứ là y như vậy nè, thì mình quay lại đây là người ta sẽ làm cho mình thôi. Còn mình không có những cái này thì là có lẽ là không có đầy đủ hộ chuẩn để người ta làm cho mình, không được. Đúng thôi, cái này người ta làm đúng, bên mấy anh đưa ra như vậy là đúng rồi. Mà hôm nay anh có chạy không? Có chạy, mình có chạy xong rồi mình ghé vô đây là mình đậu xe ở ngoài, mình vô đây mình hỏi để mình tiến hành, mình làm luôn á, để mai mốt đông á, sợ không có cái thời gian. Đó, vậy đó, dạ, chứ không có vấn đề gì. Là không mất thời gian của mình đúng không? Dạ đúng rồi, mình làm sẵn thì mai mốt mình khỏi làm, đó, như vậy thôi. Chứ mai mốt mà đông lên rồi phức tạp lắm, mai mốt này kia đó.